Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì thưa quý vị đó, trong cái cuộc sống của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng đối mặt với vô số những cái áp lực trong cuộc sống. Ngay cả cái chuyện đời quý vị đó, từ mình đi làm, rồi lo cho gia đình, lo cho bản thân, chúng ta phải chịu rất nhiều những cái áp lực. Cho nên tất cả mọi người đều mong cầu có được một cái cách nào đó để mà cân bằng đối với những áp lực của họ. Và họ cần có một cách nào đó để mang lại những niềm vui. Thì từ cái nhu cầu đó đó, mỗi một người tìm những cái niềm vui khác nhau. Có người thì họ tìm một cái niềm vui bằng cái việc đi mua sắm. Có người họ tìm những cái niềm vui bằng việc họ xem ca hát nhảy múa. Có những người tìm cái niềm vui bằng việc tìm cầu những cái thú vui nam nữ, như là tìm một người yêu chẳng hạn, khi mà họ cảm thấy cô đơn. Rất ít trong số họ đó tìm thấy một cái niềm vui vững bền, bởi vì tất cả những cái thú vui mà còn dính dáng đến những cái dục lạc thế gian á, quý vị, nó đều có hạn sử dụng hết. Giả sử như mình thấy ăn một món ngon nào đó là mình đang thưởng thức, mình sẽ cảm thấy vui. Nhưng mà chúng ta có ăn hoài không quý vị? Chúng ta chỉ ăn ở một cái chừng mực nào đó thôi và chúng ta no. Và khi chúng ta no, chúng ta không thể ăn nữa. Hoặc là chúng ta đi mua sắm. Thì thưa với quý vị đó, người ta nghiên cứu cho thấy là đàn ông mà đi mua sắm, họ đi chừng nửa tiếng là họ bắt đầu họ cảm thấy mỏi chân. Họ cảm thấy mỏi chân và họ cảm thấy mệt. Còn phụ nữ họ có thể mua sắm hơn 2 tiếng đồng hồ, họ không cảm thấy gì hết. Thì đó sư nghĩ là do cái cấu tạo đặc biệt của cơ thể phụ nữ. Nhưng mà đó có ai mà mua hoài mua gì. Cái hạnh phúc của người phụ nữ là họ cầm được càng nhiều họ càng thích. Nhưng mà hạnh phúc của người đàn ông là về được tới nhà bỏ cái đó xuống là họ thích. Và nó cũng có giới hạn. Và chúng ta, nếu như chúng ta cảm thấy cái chuyện mà chúng ta ca hát nhảy múa nó là hạnh phúc, chúng ta có thể ca hát nhảy múa hoài được không? Rồi sẽ có lúc chúng ta mệt mỏi. Và khi đó cái khổ nó có mặt. Cho nên ấy, những cái thú vui mà còn dính dáng đến những cái dục lạc ở thế gian ấy, không có cái nào vững bền hết. Nó đều có giới hạn. Ngay cả như mình cảm thấy cô đơn, mình cần tìm đến một nửa ấy, để mà chia sẻ cái cảm giác cô đơn đó. Nhưng mà nó cũng có thời hạn sử dụng. Thử về hỏi ba hỏi má coi, ba má lấy nhau ba má sướng thì khổ. Nếu mà nói thiệt có nhiều lúc ba má nói tao lấy bả, tao lấy ổng khổ muốn chết luôn chứ sướng gì đâu. Có gì thấy? Cái vấn đề ở đây đó là những cái thú vui mà trong ngũ dục á, nó luôn luôn đi kèm với thời hạn. Và chính bởi vì nó đi kèm với thời hạn, thành ra đó đi tìm nó là một cái khổ. Có rồi phải giữ được nó là một cái khổ. Và tới hồi nó hết hạn sử dụng, chắc chắn nó sẽ phải khổ. Thành ra chúng ta tìm những cái thú vui trong Phật Pháp. Người cư sĩ tìm thú vui trong Phật Pháp phải nói là khó lắm. Tại vì sao? Có những phương pháp tu tập á, nói cho đúng ra nó không vui gì hết trơn á. Kêu mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nó thẳng ra không vui. Giữ giới mà đâu có vui. Nhưng mà giữ giới nó sẽ làm điều kiện để chúng ta được an lạc, do không có phải hối hận. Rồi trong tất cả các cái đề mục hành thiền, có một điểm đặc biệt là nếu như mà quý vị thuần túy là thiền Vipassana đó, là quý vị sẽ cảm nhận cái thọ khổ nhiều. Họ sẽ ghi nhận cái thọ khổ nhiều hơn thọ lạc. Và họ sẽ ghi nhận cái tâm bất thiện nhiều hơn tâm thiện. Thành ra
ăn lạc thì có ăn lạc đó, nhưng mà nhiều lúc họ cũng cảm thấy hình như cái vui nó cũng không có nhiều. Thì trong số sư, đương nhiên là sư không có chê ha, nhưng mà ý sư muốn nói ở đây là gì? Trong tất cả các đề mục thiền chỉ và thiền quán, rất khó để có một cái đề mục làm cho mình phát triển cái niềm vui. Thuần túy là phát triển niềm vui, không thấy khổ ở đâu hết. Thuần túy là hạnh phúc. Và đề mục tùy niệm Phật là một trong số đó. Và khi mà chúng ta tùy niệm Phật, quý vị, cái hỷ của chúng ta tăng trưởng. Bởi vì sao? Bởi vì đó, cái đối tượng chúng ta nghĩ đến là Đức Thế Tôn. Cái người càng thực hành nhiều đề mục tùy niệm Phật á, thì họ càng hạnh phúc. Bởi vì họ càng nghĩ nhiều về ân đức của Phật, họ càng cảm thấy biết ơn. Họ càng cảm thấy Đức Phật là một người vĩ đại. Và họ càng biết ơn là nhờ có Phật ra đời mình mới biết tới sự hiện diện của Ngài. Cái người hành giả mà thực hành đề mục tùy niệm Phật, cái lạy của họ trước tượng Phật nó khác nhiều lắm quý vị. Nó khác nhiều lắm so với những người thực hành các đề mục thiền khác. Và đương nhiên chắc chắn sẽ khác xa những người không có thực hành. Và đối với người thực hành đề mục tùy niệm Phật, họ có được một cái lợi ích mà sư đã chia sẻ với quý vị ở những cái tuần trước, đó là gì? Tất cả chúng ta có mặt ở đây đều do nhân duyên. Chúng ta đều có một cái điểm chung nào đó thì chúng ta mới có mặt ở đây. Và chư hiền thánh ra đời, nếu như chúng ta muốn gặp mặt các ngài, muốn gần gũi các ngài, thì chúng ta phải có những cái điểm chung tương đồng nào đó thì chúng ta mới có thể gần gũi và gặp mặt các ngài. Thì đề mục tùy niệm Phật là một biện pháp giúp cho chúng ta có nhiều những cái điểm tương đồng đối với chư hiền thánh nói chung và chư Phật nói riêng. Nó giống như vậy nè quý vị. Khi mà chúng ta có một cái thần tượng nào đó đó, ví dụ như đó là một cái người ca sĩ, thì chúng ta thường nghĩ nhiều đến họ. Thậm chí có người họ cho thần tượng là cái lẽ sống của họ. Họ nghĩ nhiều đến thần tượng. Và cái người ca sĩ đó hát một bài hát nào thì họ sẽ nhớ thuộc lòng cái bài hát đó. Và họ sẽ rất là vui khi mà có ai nhắc đến thần tượng của họ. Hoặc thậm chí không nhắc đến thần tượng của họ, họ chỉ việc hát cái bài của thần tượng của họ là họ cũng thích. Cũng vậy đó. Khi mà chúng ta nghĩ nhiều đến Đức Phật thì chúng ta sẽ sống vì Ngài, hoan hỷ khi nghĩ đến Ngài, và hoan hỷ khi ai đó nhắc đến Ngài, và hoan hỷ khi ai đó thực hành theo cái lời dạy của Ngài. Và khi chúng ta thần tượng Đức Phật ấy, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng làm theo những gì mà Phật đã làm. Cái làm theo ở đây nó có hai kiểu. Thứ nhất là mình làm theo cái tướng. Và thứ hai mình làm theo cái tánh. Làm theo cái tướng là làm sao? Mình coi trong kinh điển miêu tả Phật đi như thế nào, mình đi như thế đó. Phật ngồi như thế nào, mình ngồi như thế đó. Phật nằm như thế nào, mình nằm như thế đó. Phật nói như thế nào, mình nói như thế đó. Đó là theo cái tướng. Đương nhiên cái này thì trong kinh điển Nguyên Thủy không có, nhưng mà trong kinh Phát Triển thì có một cái đoạn như thế này và sư thấy cũng hay. Hễ ai lấy sắc cầu ta, lấy thinh mà nghe ta, người đó hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Cái đó là trong kinh gì ta? Kinh Kim Cang của anh Phát Triển. Và sư thấy nó cũng hay. Hay ở chỗ nào? Có nghĩa là mình thần tượng Đức Thế Tôn, nhưng mà mình thần tượng theo cái kiểu đó. Mình thấy Phật đi như thế nào, mình đi như vậy. Phật ngồi như thế nào, mình ngồi như vậy. Phật nằm như thế nào, mình nằm như vậy. Thì như vậy là mình đang cầu Phật dựa theo cái hình thức bề ngoài. Và như vậy thì mình không thể nào mà mình chạm đến được Phật. Nhưng mà mình cầu Phật bắt chước Ngài theo cái tánh á, thì rất là tốt. Bởi vì sao? Phật là người, đương nhiên giới hạnh của Ngài luôn luôn trong sạch.
Và nếu như mình muốn gần gũi được với Ngài đó, thì mình cũng phải là một người có giới hạnh trong sạch. Đức Phật là một người đã diệt tận hoàn toàn tham sân si. Thì mình là những người muốn có nhiều tương đồng với Ngài. Cho dù mình không thể diệt tận được, nhưng ít nhất mình cũng phải bớt được tham sân si. Đức Phật á, khi mà nói một lời nào, Ngài cũng nói sự thật. Khi mà Ngài nói một lời nào, Ngài cũng nói có lợi ích. Khi Ngài nói một lời nào, Ngài cũng nói đúng thời điểm. Khi một mà Ngài nói bất kỳ lời nào, Ngài cũng nói bằng cách nhẹ nhàng, nhu nhuyễn. Khi Ngài nói một lời nào, Ngài cũng nói bằng từ tâm. Thì mình bắt chước theo Ngài, mình cũng học theo những cái đặc tính trong lời nói của Ngài. Đó là mình thần tượng Ngài dựa trên cái bản chất. Nhờ như vậy đó, chúng ta càng có nhiều những cái tương đồng đối với Phật. Và khi chư Phật làm một việc gì đó, ngay cả như chư Phật mỉm cười, trong kinh mô tả đó, Ngài không bao giờ làm việc mà không có lý do. Thậm chí Đức Phật không bao giờ mỉm cười mà không có lý do. Thì cái lý do đó chắc chắn không phải là lý do bất thiện. Thì như vậy chúng ta học theo Ngài là chúng ta học theo cái tánh của Ngài. Có nghĩa là sao? Chúng ta không làm việc gì mà không có cái lý do. Mà cái lý do đó đương nhiên không phải là lý do bất thiện. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta nói chuyện, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm việc, toàn bộ những cái đó đều là lý do thiện, đều vì cái mục đích thiện, vì lý do thiện, thì đó là chúng ta đang học theo cái tánh của Ngài. Và cái việc tùy niệm Phật ấy, có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về những ân đức của Phật, suy nghĩ nhiều về đó, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc đi đọc lại một câu. Sư nói thiệt, thậm chí như là câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà chúng ta đọc đi đọc lại cũng không phải là tùy niệm Phật. Thậm chí là câu A Ra Hăng Đức Phật Trọn Lành cũng không phải là tùy niệm Phật. Không phải. Tại vì tùy niệm Phật mà được Đức Phật đề nghị đó là chúng ta suy nghĩ nhiều về ân đức của Ngài. Đề mục tùy niệm Phật là một đề mục dành cho những người giàu đức tin. Bởi vì họ có nhiều đức tin thì họ mới thần tượng Ngài. Họ có nhiều đức tin thì họ mới quỳ lạy Ngài. Họ có nhiều đức tin họ mới bắt chước theo Ngài. Nhưng mà đó là một đề mục phát triển trí tuệ. Bởi vì anh phải dùng cái trí tuệ để anh suy nghĩ liên tục về cái công hạnh của Ngài. Anh phải suy nghĩ liên tục về những cái đặc điểm của Ngài. Cho nên đề mục tùy niệm Phật là một đề mục có đầy đủ cả đức tin và trí tuệ, chứ nó không hề đi lệch qua một bên. Đạo Phật mình là một cái đạo trung đạo. Mà quý vị đó, có một cái đặc điểm như vậy là người nhiều đức tin đó, thì thường là nó sẽ lấn át cái trí tuệ. Thì nhờ cái đề mục tùy niệm Phật như vậy nè, mình sẽ giúp cho trí tuệ mình phát triển để cân bằng với cái đức tin. Khi mà chúng ta tu tập đề mục tùy niệm Phật, quý vị đừng có ngại cái chuyện là mới cái thời điểm ban đầu á, mình chỉ tùy niệm theo cái chữ nghĩa, có nghĩa là sao? Ông sư giảng sao, mình nghĩ lại y chang vậy, mình bắt chước theo. Ví dụ như hồi nãy sư nói, Đức Phật gọi là A-ra-hăng bởi vì Ngài là người đã giết trừ phiền não. Đức Phật là A-ra-hăng bởi vì Ngài là bậc xứng đáng để cúng dường. Đức Phật gọi là A-ra-hăng bởi vì Ngài là người đã thức tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Đức Phật gọi là A-ra-hăng bởi vì Ngài là cái đối tượng cao quý nhất trong toàn thể chư thiên và nhân loại. Thì mới đầu đó, một cái người thực hành đề mục tùy niệm Phật, họ chỉ có thể lặp đi lặp lại như vậy thôi. Nhưng mà khi mà lâu dần họ suy nghĩ nhiều, sư nói ở đây là suy nghĩ chứ không phải là cứ mình tụng ha, suy nghĩ liên tục về những cái phẩm chất đó đó, thì tự nhiên mình sẽ phát triển, mình sẽ đào sâu hơn những cái tầng nấc ý nghĩa sâu xa hơn đó. Ví dụ như Ngài là người đã sát trừ phiền não, mà những phiền não đó là gì? Nó là tham, nó là sân, đó là si. Rồi Ngài đã diệt trừ phiền não tham bằng cách nào? Ở Ngài tham không còn hiện diện, tham không còn có cơ hội có mặt. Ngài đã tu vô lượng kiếp vì mục đích diệt trừ tâm tham.
Ngài đã tu vô lượng kiếp nhằm mục đích khiến cho tâm tham không còn có mặt nữa. Ngay từ khi Ngài còn là Bồ Tát thì cái tham của Ngài đã giảm thiểu, gần như là một vị thánh. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, càng lúc chúng ta càng đào sâu nhiều hơn về cái ân đức của Đức Thế Tôn. Nhờ như vậy trí tuệ chúng ta sẽ phát triển. Quý vị đừng có lo là thời điểm đầu á, cái mà mình suy nghĩ nó hạn chế. Thậm chí nhiều người nói là khi mà con tu tập đề mục tùy niệm Phật, hình như con niệm một hồi là nó hết à. Nó con không biết suy nghĩ cái gì thêm nữa. Thì cứ yên tâm, cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, cứ nghĩ liên tục như vậy. Từ từ chúng ta sẽ thấm vào Pháp, và từ từ chúng ta sẽ phát triển ra nhiều hơn. Thành ra đó, đề mục tùy niệm Phật, chúng ta không nhất thiết là phải ngồi, thậm chí chúng ta đang đi, chúng ta vẫn có thể tùy niệm Phật. Và như cái lúc bình thường á, thay vì mình nghĩ nhiều về chuyện này, mình nghĩ nhiều về chuyện kia, thì mình nghĩ nhiều về Phật. Nó không khác gì hết, mình không làm thêm một chuyện gì hết. Tại vì sao? Khi mình nghĩ về cái này cái kia, nó khiến cho mình phiền não, khiến cho mình tham dục, sân hận. Thì bây giờ mình nghĩ nhiều về Phật, tự nhiên những cái tâm thiện nó sẽ phát triển. Đó là cái lợi ích. Và xin lặp lại, đề mục tùy niệm Phật là một trong số những đề mục hiếm hoi mà khi chúng ta thực hành thuần túy là cảm thấy an lạc. Tại vì chúng ta không cần phải suy xét đến những cảm giác khổ, chúng ta không cần phải suy xét những cái tâm bất thiện. Mà khi chúng ta đào sâu về cái ân đức của Ngài đó, thì cái lạc nó sẽ phát sanh. Do đó đề mục tùy niệm Phật là một trong những nguyên nhân, một trong những điều kiện giúp cho hỷ giác chi phát triển. Và bây giờ đó, chúng ta đi qua cái ân đức tiếp theo của Đức Phật, đó là thiện thệ Sugato. Sư từng tìm hiểu cái từ thiện thệ ở trên mạng, thì nhiều nơi họ giải thích một hồi là mình không tìm thấy đường ra luôn, không hiểu gì luôn. Nếu mà quý vị đã từng tìm hiểu cái từ thiện thệ là như thế nào á, thật sự. Nhưng mà thiện thệ mà theo Thanh Tịnh Đạo giải thích ấy, và thiện thệ này cũng trong các cái chú giải trong Kinh Tạng, thì cũng giải thích rất rõ thiện thệ là như thế nào. Thiện thệ nó có hai nghĩa. Thì cái nghĩa đầu tiên á, sở dĩ Ngài được gọi là một bậc Sugato, bậc thiện thệ, bởi vì Ngài là người đã đi trên con đường tốt đẹp. Quý vị ghi ý nghĩa đầu tiên ha. Thiện thệ, ý nghĩa đầu tiên là Ngài đã đi trên con đường tốt đẹp. Thì thế nào là con đường tốt đẹp? Con đường tốt đẹp á, được định nghĩa bởi rất nhiều cách. Thứ nhất, đó là con đường vắng bóng kẻ thù, thì đó là con đường tốt đẹp. Chứ còn con đường nào mình đi mà mình gặp kẻ thù thì chắc chắn nó không phải con đường tốt đẹp. Thì kẻ thù ở đây mà chúng ta đang nhắc tới đó, đó chính là gì? Đó chính là phiền não. Đối với tất cả những người tu Phật, học Phật, thì phiền não chính là kẻ thù. Và Ngài đã đi trên con đường tốt đẹp đó, nghĩa là Ngài đi trên con đường không còn kẻ thù là phiền não. Và cái ý nghĩa thứ hai của con đường tốt đẹp đó, thì đó là con đường hoàn toàn xa lìa các dục, cho nên gọi đó là con đường tốt đẹp. Thành ra đó, khi chúng ta tu tập, chúng ta nên xem xét thường xuyên nhìn lại con đường mà mình đã đi. Mình đã đi trên con đường nào mà con đường đó dẫn đến dục, dẫn đến những sự ham muốn, dẫn đến những sự tìm cầu, thì chắc chắn con đường đó không phải là con đường mà Đức Phật đã đi. Còn con đường nào mà dẫn đến sự xa lìa các dục, dẫn đến cái sự nhàm chán đối với các dục, dẫn đến cái sự viễn ly, thì đó là con đường mà Đức Thế Tôn đã đi, và đó chính là con đường tốt đẹp. Và cái ý nghĩa tiếp theo nữa đó, cái con đường tốt đẹp đây có nghĩa là con đường cao thượng.
Thì con đường cao thượng nghĩa là sao? Quý vị thấy ở trong Phật Pháp mình có con đường nào gọi là con đường cao thượng? Hả? Con đường giải thoát. Là gì nữa? Đường ở đây có nghĩa là đạo. Đấy chưa? Thì mình chỉ có mỗi một cái mà mình gọi là đạo, mà mình gọi đó là cao thượng thôi. Đó là gì? Bát chánh đạo. Cho nên Đức Phật là người đã đi trên cái con đường bát chánh đạo. Chư hiền thánh là những người đã đi trên con đường bát chánh đạo. Cho nên đó là con đường cao thượng. Quý vị biết là vị Suphatta, người đệ tử cuối cùng của Đức Phật ấy, Ngài đã hỏi Đức Thế Tôn là bây giờ ngoài ở ngoài đó có người này người kia tự xưng mình là thánh ấy. Như vậy thì cái thánh mà theo Ngài định nghĩa là như thế nào? Thì Đức rồi ở trên trời đó, rồi chim nó bay như vậy rồi nó có để lại cái dấu chân hay không? Rồi tất cả những cái thế gian này đó, có cái nào là nó trường tồn bất biến hay không? Và Ngài tự xưng là một vị Phật như vậy đó, chư Phật thì có còn có những cái sự lo sợ trước cái chết hay không? Thì Đức Phật mới nói ra một cái bài kệ đó. Đó là gì? Ngoài bát chánh đạo không có sa môn. Sa môn ở đây là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Có nghĩa là khi mà không còn ai, không có ai mà không thực hành bát chánh đạo đó, thì chắc chắn sẽ không có những cái thánh nhân. Đệ nhất sa môn là gì? Là Tu Đà Quần. Đệ nhị sa môn là gì? Là Tư Đà Hoàng. Đệ tam sa môn là gì? Là A-na-hàm. Và đệ tứ sa môn là A-la-hán. Có nghĩa là chúng ta tu cái kiểu gì thì không cần biết, nhưng mà cái phương pháp chúng ta tu tập đó đó mà không phải là bát chánh đạo, nó không tương thích với bát chánh đạo, thì phương pháp tu tập đó sẽ không thể giúp chúng ta chứng thánh được. Thành ra đó, nhiều người nói là trăm sông đổ về một biển, pháp môn nào thì cũng đưa đến giải thoát. Nhưng mà nên coi chừng, pháp chỉ có những pháp môn tương ứng với bát chánh đạo thì mới đổ về biển thôi. Còn quý vị biết là đâu phải sông nào cũng đổ về biển. Có những con nước á, nó đi mà nó không có đường, nó đi lạc đường thì nó trở thành ao tù nước động. Cũng vậy, mình tu mình thực hành theo một phương pháp nào mà nó không tương ứng với bát chánh đạo thì chắc chắn nó sẽ không dẫn đến giải thoát. Dù cho chúng ta là người cầu thinh văn giác, cầu độc giác hay cầu chánh đẳng chánh giác, dù cho đó là một vị Bồ Tát bất thối chuyển đã được Phật thọ ký thì vẫn phải thực hành theo bát chánh đạo. Cái này quan trọng nha. Không có một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác nào mà không thực hành bát chánh đạo. Mặc dù có thể là do một cái kiếp, một cái nghiệp nào đó, do tái sanh họ không còn nhớ cái kiến thức toàn bộ của quá khứ nữa, nhưng mà cái phương pháp các ngài mà tu tập đó, mình gọi là Bồ Tát đạo đó, nó cũng không xa lìa bát chánh đạo. Tại vì nếu như nó xa lìa bát chánh đạo, nó sẽ không dẫn đến đạo quả giải thoát. Do đó, bát chánh đạo được gọi là con đường cao thượng. Mà sẵn đây quý vị biết là con đường nào là cái nó tương ứng với bát chánh đạo. Đó là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lục, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Đó là 37 phẩm trợ bồ đề đó. Mình tu cái kiểu gì mà nó không tương ứng với những thứ này thì chắc chắn là không chứng thánh. Và sẵn hồi nãy sư nói tới cái bài pháp cú thì sư nói hết luôn. Thì ngoài bát chánh đạo không có sa môn, trên trời thì không có dấu chân chim, các hành thì vô thường, và chư Phật thì không còn gì phải lo sợ nữa. Thành ra cái con đường bát chánh đạo chính là con đường cao thượng mà Đức Thế Tôn đã đi. Và cái ý nghĩa tiếp theo đó,
Cái con đường nào gọi là cái con đường tốt đẹp? Đó là con đường bất tử. Mà quý vị biết là cái bài kinh ngày hôm thứ sáu đó, gọi là có cái câu là mượn nước Amata đó, nhiều người họ không hiểu Amata là cái gì. Thì có khi là do để mà hợp với cái hợp vần khi mà làm thơ đó quý vị. Làm thơ thì mình cần phải có vần có điệu, thành ra cái chỗ đó mình dịch ra thì nó không có vần. Mà cái Amata nghĩa là bất tử, mượn cái nước bất tử. Bất tử đó là gì? Đó chính là Niết Bàn. Thì tất cả mọi sự ở đời nó đều không thể tránh khỏi cái chết. Không ai tránh khỏi cái chết. Chỉ khi nào mà chúng sanh đạt đến Niết Bàn đó, thì khi đó là mình hoàn toàn thoát khỏi tử thần. Cho nên ấy, nói là tại sao mà Ma Vương mà phá Phật. Nói thiệt với quý vị, Ma Vương á, là cái người mà đã tu hành rất nhiều kiếp rồi. Mà theo như chú giải đó, thì Ma Vương là một trong 10 vị Phật vị lai. Mà Ma Vương là người đã thực hành được 20 ba la mật viên mãn. Theo Phật giáo Nam truyền, một vị Bồ Tát muốn thành chánh đẳng chánh giác phải thực hành 30 ba la mật viên mãn. Thì vị Ma Vương này đã thực hành viên mãn 20 cái ba la mật. Và là một trong 10 vị Phật vị lai. Nhưng mà tại sao kiếp này mà phá Phật dữ thần vậy? Tại vì đó, sanh ra là Ma Vương. Cho nên ấy, ông gọi là một cái vị trời mà oai lực nhất, chịu trách nhiệm cai quản. Ông cai quản cái gì? Cai quản những chúng sanh ở trong tam giới như vậy, trừ Phạm Thiên ông không có cai nổi thôi. Ma Vương là người rất ủng hộ, xin rất lặp lại, rất ủng hộ cái chuyện mà mình làm thiện, rất ủng hộ chuyện mình làm thiện, rất ủng hộ chuyện chúng ta tu thiền, rất ủng hộ chuyện chúng ta sanh thiên. Nhưng mà anh làm thiện, anh tu thiền, anh sanh thiên, mà anh làm ơn anh đừng có giải thoát là được. Ác vậy đó. Tại vì trách nhiệm của ổng là ổng phải quản lý. Mà bây giờ anh giải thoát là anh vượt ra khỏi cái tầm quản lý của ổng. Thành ra nếu như mà mình làm thiện thì ổng ủng hộ, nhưng mà mình giải thoát là ổng phải ám phá đó. Còn mình bây giờ thì sư xin thưa với quý vị, mà mình tu hành bây giờ không biết mình sanh thiên nổi hay không, chứ đừng nói mình giải thoát. Cho nên đừng có lấy mà mấy cái trở ngại ngoài mà mình nói Ma Vương phá. Xin lỗi nha, cái đẳng cấp của mình Ma Vương không có thèm phá đâu. Trừ phi mà anh chứng thánh thì quả mai mới nhắc tới ổng, chứ còn mình cái kiểu tu hành như mình là Ma Vương nó không thèm ngó ngàng gì tới đâu. Thành ra mình mới có câu là gì? Phật nào thì ma đó. Mình tu phải dữ dằn lắm mình mới đụng tới ổng, chứ còn không thôi là mình lo cái nghiệp của mình là lo muốn chết rồi. Do đó khi mà mình chứng thánh đó quý vị, thì mình đạt được là mình đã đi đến cái con đường bất tử. Thành ra cái con, ngay cả một vị thánh dự lưu, tại sao dùng cái từ mà dự lưu? Dự lưu có nghĩa là nhập dòng, bắt đầu nhập vào cái dòng thánh. Bởi vì sao mình gọi, nó giống như là nước mà nó đổ lên vô cái máng xối rồi đó, thì nó không còn có khả năng chảy đi cái nơi này nơi khác nữa. Cũng như vậy, khi mà chúng ta bước vào cái dòng thánh rồi đó, là chúng ta chỉ còn một đường để đi thôi, là đi đến Niết Bàn. Một vị dù chứng sơ quả, cho dù vì đó có dễ vui đến mức nào đi chăng nữa đó, vì đó cũng không thể sa đọa, không còn khả năng sa đọa, dù cho vị đó có dễ vui. Nghe ham ha, phải chi mình dễ dễ vui, mình tha hồ, mình muốn sống sao mình sống, mình không có sa đọa cũng ham. Nếu vị ham như vậy thì thôi làm ơn nguyện cho con nhập vô dòng thánh. Chứ nói thiệt, nếu như mình có lòng chán sợ sanh tử mà mình chán sợ, mình biết sợ cái chuyện mà tái sanh, biết sợ cái chuyện luân hồi đó, mà mình còn thấy là mình còn dễ vui, mình còn ham chơi đó, thì ít nhất là quý vị
nguyện cho con nhập vô dòng thánh sơ quả cũng được. Thì ít nhất là mình chắc chắn là đảm bảo mình không còn sa đọa nữa rồi đó. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn mà quý vị vô dòng thánh rồi không công thánh nào dễ vui chứ. Thì đó chỉ là một cách nói. Cho nên mới nói là cái con đường mà khi mà chúng ta đã bước vào cái dòng thánh rồi, cái con đường tốt đẹp đó, con đường bất tử đó, chúng ta đã bước vào cái dòng thánh rồi, là chỉ còn một nơi để tới thôi, đó là Niết Bàn. Thành ra con đường Niết Bàn nó chính là con đường tốt đẹp. Do đó đó, mình có thể tổng hợp lại, Ngài là người đã đi trên con đường tốt đẹp, đó là con đường của Bậc Thánh. Mà ở trên con đường đó đó, nó không còn tham ái, không còn phiền não. Toàn bộ những cái phiền não nó không còn có cơ hội sanh lên được nữa. Không còn cơ hội nữa. Bởi vì nó đã diệt tận gốc rễ rồi. Cho nên Ngài được gọi là Sugato, có nghĩa là thiện thể. Quý vị biết là còn có một cái cách giải nghĩa thứ hai của cái việc mà đi trên con đường tốt đẹp đó. Còn có một cách giải nghĩa thứ hai, đó là kể từ khi mà Ngài quỳ dưới chân Phật Nhiên Đăng để mà Ngài nguyện thành một vị chánh đẳng chánh giác, kể từ đó trở đi Ngài luôn luôn đi trên con đường trung đạo, có nghĩa là không vướng phải hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Và cái nhìn của Ngài đó không bao giờ rơi vào hai thứ tà kiến, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thì đó là cái ý nghĩa đầu tiên của cái từ Sugato là thiện thể. Cái ý nghĩa thứ hai của cái Sugato đó có nghĩa là khéo thuyết giảng. Quý vị biết là cái chuyện mà khéo thuyết giảng này nó không phải dễ. Sư không nói ở đây là cái chuyện mà mình dẻo miệng. Dẻo miệng thì cái người mà họ có chút tài năng là họ đều có thể họ làm được. Điển hình là đây. Mình dẻo miệng, mình nói như vậy thôi chứ còn chưa chắc là đã giúp được ai thì mình không biết ha. Nhưng mà nói vậy chứ sư thấy ở đây lớp mình đã vắng đi hai người. Một người thì làm tu nữ bên Miến Điện, còn người thì xuất gia Viên Không. Mình nói làm sao đó mà họ cảm thấy họ chán đời mà họ đi tu. Thì phải nói là đối với một cái vị pháp sư, đối với sư thì đó là cái niềm hạnh phúc. Nó giống như người mẹ đó quý vị. Mình nuôi con lớn rồi đó thì phải kiếm chỗ gả thôi. Chứ nó ở nhà nó là cái quả bom nổ chậm. Mà gả cho cái chỗ mà nó không đàng hoàng thì mình không yên cái bụng. Mà gả cho cái chỗ nó đàng hoàng thì mình cũng vững dạ. Bà mẹ nào cũng vậy. Còn mình thì sư luôn luôn ủng hộ tất cả quý vị, nếu như mà quý vị có cái lòng xuất gia. Nếu mà sư phát hiện mà vị nào có cái tâm xuất gia, sư đẩy đi hết. Sư nói thiệt. Mà xuất gia đó, mà mình đi tu ở một cái nơi mà nó không đàng hoàng thì lúc nào cũng lo. Sư, quý vị biết là có những lúc mà sư nghe vị này vị kia mà tìm hiểu những cái phương pháp tu tập mà nó cà chật cà dụi, nó không đúng chánh pháp á, sư cũng lo lắm. Sư lo làm sao mà sư nhắc họ mà không biết họ có nghe hay không. Nhưng mà nếu như mà sư thấy mà cái con người đó họ xuất gia ở nơi mà tu hành đúng chánh pháp là mừng lắm, quý vị biết không? Là coi như là bây giờ là coi như nó yên bề gia thất rồi đó. Là mình yên ổn, mình khỏi phải lo nữa. Mà Đức Phật ấy, là cái người mà khéo thuyết giảng, có nghĩa là đối với Ngài đó, nếu như mà Ngài thấy cái con người, những cái con người ngồi ở đây nè, cái con người nào mà nhắm mà xuất gia được là Ngài nói họ đi tu hết. Mà còn cái con người nào mà nó không có xuất gia đó là Ngài nói làm sao đó mà họ có thể đạt được lợi ích ngay khi còn là cư sĩ. Thành ra gọi là không cùng một đẳng cấp. Mình nó ngồi ở đây chẳng qua chỉ là dẻo miệng thôi, chứ nó thiệt là không cùng một đẳng cấp đâu. Mà quý vị biết là cái khéo thuyết giảng ở đây được định nghĩa như thế này nè. Là những cái người nào đó mà nếu như khi mà Đức Phật nói đó, nếu như đó là lời không có thật, cái mà Ngài nói ra đó, nếu như nó không có thật á, dù cho người nghe thích nghe hay là không thích nghe,
đem lại lợi ích hay không đem lại lợi ích, Ngài không bao giờ nói. Trên cái tiêu chí đầu tiên của Ngài mà khéo thuyết giảng là Ngài luôn luôn nói sự thật. Cái thứ hai đó là khi mà Ngài nói đó, nếu như mà cái lời nói của Ngài đó mà nó không đem lại lợi ích, không đem lại lợi ích, thì dù cho người ta có thích nghe hay không thích nghe, dù nó có đúng sự thật hay không đúng sự thật, Ngài cũng không nói. Và đương nhiên ngược lại. Cho nên ông mới gọi Ngài là bậc khéo thuyết giảng. Chứ không phải như mình. Nhiều lúc thấy chồng, thấy vợ nó nóng, thấy bạn nóng, thấy con cái, thấy người này người kia nóng, bạn đồng đạo hoặc là bạn công ty nóng, mình cứ đè đầu họ ra, mình nói, mình biết là đúng sự thật đấy, nhưng mà nó không có lợi ích. Ví dụ như gì, chuyện lần trên sống dưới, mình gọi ông Tám bà Tám, không có sự thật, thì có khi đúng sự thật ấy, nhưng mà nó không có lợi ích. Hoặc nhiều lúc mình nói đúng lợi ích nhưng mà nó không có đúng thời. Xưa thấy ví dụ nhiều người đấy, ông chồng đi nhậu về, ông mệt muốn chết luôn, ông chỉ muốn nằm ra ông ngủ thôi, mà mình cứ lải nhải lỗ tai ổng, tôi muốn tốt cho ông rồi tôi mới nói. Mà xin thưa nha, nói lúc nào chứ nói lúc này tôi chỉ muốn đập bà thôi, chứ tôi không muốn gì hết chứ. Tùy lúc. Thành ra Đức Phật cứ luôn luôn, Ngài là bậc khéo thuyết giảng. Bởi vì sao? Ngài luôn luôn nói đúng sự thật, dù người ta thích nghe hay không thích nghe, thì Ngài vẫn luôn nói đúng sự thật. Thứ hai, Ngài luôn luôn nói việc có lợi ích, còn việc không có lợi ích, Ngài không bao giờ nói. Tiếp theo nữa của vị khéo thuyết giảng đó, là cái lời nói của Ngài đó, Ngài sẽ xem là cái đối tượng đó có thích nghe hay là không thích nghe. Nếu như mà Ngài nói một cái lời nói đó mà đối tượng thích nghe, thì mà nó lại hợp thời, nó lại đúng sự thật, thì Ngài sẽ nói. Còn nếu như mà Ngài nói đúng sự thật, Ngài nói có lợi ích, nhưng mà đó, khi mà Ngài nói ra đó, người ta buồn, nói ra người ta khổ, nói người ta không thích nghe, thì Ngài sẽ có cách để Ngài nói. Cái đó mới là cái khó. Có nghĩa là sao? Có thể là Ngài chọn lựa cái thời điểm thích hợp để Ngài nói, Ngài chọn lựa cái phương pháp thích hợp để Ngài nói. Cái đó mới là cái khó. Chứ còn nếu mình nói đúng sự thật, nói có lợi ích, nói hợp thời, nói người ta thích nghe nữa chứ, thì dễ quá rồi. Tí như sư vừa nói với quý vị đó, khi mà sư đi thuyết giảng, sư sẽ tìm cách này cách kia để sư coi cái hội chúng mình nghe thì họ thích nghe cái gì, để mình nói sao cho họ thích nghe. Chứ còn nói họ không thích nghe, nói hồi là coi chừng không có đường về. Đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài có cách. Cái đó mới là cái hay của Ngài. Cho dù mà Ngài nói ra cái đó đó, Ngài biết là cái người nghe nó họ sẽ đau khổ, nhưng mà khổ rồi họ sẽ có lợi ích. Bởi vì nó đau, đánh nó đau, nói nó mới nghe. Thì khi mà như vậy á, thì Ngài sẽ có cách để mà Ngài nói. Đó mới là cái mà Ngài gọi là khéo thuyết giảng. Ví dụ như có trường hợp á, một cái người mà mình nói bây giờ là ca sĩ đó, hoặc là một cái nhà mà diễn kịch đó, thì họ nói Bạch Thế Tôn là bây giờ con nghe thầy con nói đó, là nếu mà con ca hát làm cho người ta vui thì tới hồi chết rồi con được sanh thiên với chư thiên hay cười. Đức Phật nói thôi, đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Thì lần thứ hai ông nói, nhưng mà con nghe thầy con nói là nếu mình sống mình làm cho người ta vui đó thì mình chết sẽ cộng chú với lại chư thiên hay cười. Thì không biết là Ngài nghĩ gì về chuyện này. Lần thứ hai Đức Phật từ chối, thôi ông đừng có nhắc tới nữa. Và lần thứ ba đó, khi ông lặp lại, nhưng mà con nghe rõ ràng, con nghe là thầy con nói là nếu như mà con ca hát làm cho người ta vui thì chết rồi con được cộng chú với chư thiên hay cười. Không biết Phật nghĩ như thế nào. Quý vị biết là Đức Phật từ chối hai lần như vậy là có lý do. Bởi vì Ngài biết nếu mà Ngài nói liền thì người ta sẽ bị sốc và người ta sẽ không có tiếp thu được.
Nhưng mà khi mà Ngài từ chối hai lần như vậy đó, thì ông này ông mới suy nghĩ là cho dù Ngài nói cái chuyện Ngài nói ra nó có bị sốc cỡ nào đi nữa thì mình cũng chịu được. Có nghĩa là Ngài, cái việc mà Ngài từ chối ngay cả cái việc như vậy đó, cũng là để Ngài tạo cái cơ hội, tạo điều kiện cho người nghe đó, dù cho họ nghe rồi họ đau đớn, họ bị sốc, họ vẫn tiếp thu được lời nói của Ngài. Đó mới gọi là khéo thuyết giảng. Ngài nói như thế nào? Ngài nói đó, đối với những người mà bản thân mình còn tham, bản thân mình còn tham, thì khi mà mình ca hát lên những cái bài mà liên quan tới tham á, thì nó sẽ làm cho những người mà phàm phu á, cái tâm tham họ tăng trưởng. Ví dụ như những bài mà ca ngợi tình yêu đôi lứa này nọ vân vân và mây mây, rồi những cái bài đối với bản thân mình á, mình vẫn còn sân, vẫn còn nóng giận mà mình ca hát hoặc là mình diễn những cái tác phẩm mà nó kích thích cái lòng sân hận, thì những cái người mà tiếp thu những cái tác phẩm đó đó, họ chưa, họ còn là phàm thì họ cũng sẽ phát triển cái lòng sân hận. Rồi với những người và do bản thân mình còn si mê, mà khi mà mình ca hát, mình nhảy múa hoặc mình diễn kịch, mình làm những cái mà nó có liên quan đến cái si mê đó, nó sẽ khiến cho những người phàm khi tiếp xúc với những cái tác phẩm đó của mình, họ sẽ phát triển cái tâm si. Mà Đức Phật nói đó, cái người mà bản thân mình vẫn còn tham, còn sân, còn si, phát triển những cái phương pháp khiến cho mình và người khác cũng tăng trưởng tham, sân và si, thì người đó sẽ phải đọa vào những khổ cảnh. Và nếu như giữ cái tà kiến là chết rồi, nhờ như vậy mà chết rồi được sanh thiên, đó chính là tà kiến. Mà chính vì tà kiến họ chỉ có hai sanh thú, địa ngục hoặc ngạ quỷ. Đức Phật nói như vậy. Thì cái vị này, cái vị nghệ sĩ này, vị đó mới bị sốc. Và nhờ, và Đức Phật nói, ta đã từ chối hai lần, ta đã từ chối hai lần, bởi vì ta biết là khi nói cái này thì ông sẽ đau khổ. Cái này là cái khéo thuyết giảng của Phật nữa. Thì khi mà Ngài sốc như vậy, Ngài nghe Đức Phật nói đó, giống như là Đức Phật dỗ dành. Đức Phật dỗ, thấy chưa, con thấy chưa, ta đã nói rồi, là bây giờ con, ta không muốn nói, mà bây giờ con nghe thì con sẽ bị tổn thương, thấy chưa. Thì đó, Đức Phật dỗ dành. Mà khi Đức Phật dỗ như vậy đó, cái lời Ngài nó lại thấm vào xương, vào tủy. Thì cái vị nghệ sĩ này mới nói, dạ không bạch Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu là hồi con đã bị thầy của con nó dụ, và nhờ Đức Phật Ngài chỉ ra con đường sáng cho con, thì kể từ giờ trở đi xin Ngài ghi nhận con là đệ tử của Ngài, con xin nương tựa Ngài đó. Thì quý vị thấy, Ngài là một bậc khéo thuyết giảng như vậy. Một cái tình huống mà nếu như mà phải nói bây giờ mà sư đi ra cái giới nghệ sĩ á, mà sư thuyết cái bài này, nói không chừng sư không có đường về luôn, thấy chưa. Mà Ngài có cách Ngài nói, đó mới là khéo thuyết giảng. Mà đi cái nơi nào mà người ta tà kiến á, cỡ như mình yếu bóng vía là ra ngoài là coi như là khớp liền, là không cách chi mà mình nói được. Nếu mà mình nói xác định khỏi cái đường về. Thành ra nhiều lúc mà họ nói thôi mua sư cái vé 2 chiều, chứ sư nói thôi chắc mua vé 1 chiều được rồi, chắc gì có về đâu 2 chiều. Nhưng mà Đức Phật là Ngài chắc cú á, Ngài có cách để Ngài nói, Ngài biết lựa thời cơ thích hợp để Ngài nói, Ngài biết lựa cái phương pháp để Ngài nói, cho nên Ngài là bậc khéo thuyết giảng. Đấy chưa? Nghĩ như vậy thì càng nghĩ là mình càng ngưỡng mộ Phật. Và tiếp theo đó, chúng ta học qua cái hồng danh tiếp theo của Ngài, đó chính là Thế Gian Giải, Lô Ca Quy Đu. Thì sở dĩ mà Ngài gọi là Thế Gian Giải đó, bởi vì đó, Ngài hiểu rõ bản chất của thế gian, cho nên Ngài được gọi là Thế Gian Giải. Ngài hiểu rõ bản chất của thế gian, cho nên Ngài được gọi là Thế Gian Giải. Thế nào là Ngài biết rõ bản chất của thế gian?
Đó là Ngài biết rõ từng cái tính chất riêng biệt của nó, từng cái tính chất riêng biệt của nó. Ngài biết rõ thế gian này được hình thành như thế nào và nó sẽ kết thúc như thế nào. Ngài biết rõ. Cho nên ấy, trong một đoạn kinh Đức Phật có nói đó, là không có một cái thế giới nào, không có một cái nơi chốn nào ở thế gian này nè, mà ở cái nơi đó đó không có già, không có bệnh, không có chết, mà mình có thể đi đến đó giống như là đi bằng cái con đường du lịch. Có thể có nghĩa là một người nào đó mà tiếp dẫn, mà đón tiếp mình, mà đưa rước mình có thể đi đến được cái nơi đó. Cái nơi đó không hề có. Không có một nơi chốn nào ở thế gian này mà ở đó người ta không già, không bệnh, không chết. Chuyện đó không có. Nhưng mà nếu như mà muốn đạt được cái sự không già, không bệnh, không chết, thì chúng ta phải vượt ra khỏi cái thế gian này. Và Đức Phật là người chỉ cái con đường để vượt ra khỏi cái thế gian đó. Thì cái thế giới này đó, nó có ba cái, nó có ba cái cách định nghĩa thế giới. Thứ nhất là thế giới về mặt hiện tượng, hay mình còn gọi là thế giới vật lý đó, thế giới về mặt hiện tượng. Thế nào là thế giới về mặt hiện tượng? Có nghĩa là chúng ta đang ở cái quả địa cầu. Quả địa cầu này gồm có bao nhiêu đại dương, bao nhiêu núi, bao nhiêu đất, rồi nó cao bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu, nó dài, nó rộng bao nhiêu. Rồi ngoài ra thì nó còn có những cái chiều không gian nào nữa ở trong cái quả địa cầu này. Thường mà mình chỉ thấy cái này nó ở trong cái tiểu thuyết hoặc là ở trong cái những cái khoa học giả tưởng. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy rất rõ. Trong cái quả, ngay trên cái quả địa cầu này, không cần nói xa rời ra khỏi vũ trụ, ngay trong cái quả địa cầu này, nó có những chiều không gian khác, gì biết không? Có những chiều không gian khác. Trong Pháp Cú, có lần, có một cái anh nông dân, anh thấy gì đâu mà nguyên một cái đoàn mà voi, rồi ngựa, rồi những cái người mà mặc đồ đẹp thiệt là đẹp, ảnh chưa bao giờ anh thấy ở trên đời này hết. Nhưng mà anh thấy lạ vậy nè, họ đi vào đó, giống như họ thu nhỏ dần, họ đi vào một cái bông sen, rồi ông biến mất. Thì anh nghĩ là chắc tôi bị hoa mắt hay sao, hoặc tôi bị điên. Thì Đức Phật nói cái người này không phải hoa mắt, cũng không phải bị điên, mà họ thấy được cái binh đoàn của Dạ Xoa đó, đánh thua trận vua trời Đế Thích, rút quân về cái cõi Dạ Xoa của họ. Và cái bông hoa đó vào thời điểm đó chính là cái cổng không gian đi vào cái chỗ ở của họ. Mình người phàm mình nhìn đâu có thấy, nhưng mà Đức Phật biết có bao nhiêu chiều không gian ở trong ngay cả cái quả địa cầu này. Cho nên trong cái luật tỳ kheo, là một vị tỳ kheo không có được tùy ý mà phá hoại bất kỳ một cái gì. Ví dụ như không có được tùy ý mà phá hoại cây cỏ, không được tùy ý chặt cây. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bởi vì đó, chúng ta không biết được là ngay trên một cái bông hoa, một cái cành lá, một cái cây nào đó, với cái mắt phàm mình không thấy. Nhưng mà đó, thực tế nó có thể là một cái lâu đài, một cái đền cát gì của chư thiên ở đó mình không biết. Hoặc đó là một cái nơi trú ngụ của một cái loài phi nhân mình không biết. Mà Đức Phật là người thấy rõ những vấn đề đó. Cho nên đó, Ngài đã ngăn ngừa hết và Ngài nói là hàng tỳ kheo không có nên tùy ý phá hoại cây cối. Mà quý vị biết là ở thế gian này có những cái điểm mình gọi là điểm chết. Có những nơi đó mình gọi là cái... Ở đó đó, khi mà tàu thuyền hoặc máy bay nó bay qua tự nhiên nó mất tích. Có những nơi như vậy mà họ không tìm ra nguyên nhân, họ không tìm ra cái xác luôn. Thì theo như kinh điển thì mình có thể đưa ra một cái giả thuyết là họ đã đi vào một cái chiều không gian khác, hoặc đi vào cái nơi đó là cái trú xứ của một cái loài khác. Ví dụ như đó là loài Dạ Xoa, loài ngạ quỷ. Rồi có những nơi mà họ thấy là những con thuyền, họ là con thuyền ma đó. Ở trên đó không có một cái dấu vết chiến tranh nào hết, không có dấu vết mà chết chóc, máu me, không có gì hết. Nhưng mà họ không hiểu là tàu ở đây và người ở đâu, họ không biết.
Thì đó, mình đây loài người mình coi đó là những cái sự bí ẩn. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy rõ hết. Ngài thấy rõ trong cái quả địa cầu này nó có bao nhiêu là cái chỗ sống của những cái chúng sanh khác, có bao nhiêu cái chiều không gian. Thành ra Đức Phật nói cái biên giới, cái giới hạn của thế giới này đó là không thể nghĩ bàn. Mà mình ráng mình tìm hiểu cho tới nơi tới chốn là mình sẽ bị điên. Bởi vì mình không thể hiểu được là ngay trong một cái chỗ nhỏ nào đó có thể là một cái thế giới đối với một cái loài khác, mình không biết. Rồi Ngài hiểu rõ là ngoài cái quả địa cầu này ra thì còn có những cái thái dương hệ khác, có những cái dải ngân hà khác. Rồi có vô số những thế giới tương tự như ở đây. Mà những con người đó thì họ sẽ khác mình một chút xíu nào đó. Ngài nhìn thấy rõ hết tất cả những cái cấu thành của những cái thế giới vật chất, Ngài thấy rõ hết. Bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cái gọi là cái rúp thế giới, Ngài thấy rõ hết. Cái thấy của Ngài là không có giới hạn. Từ những cái vật chất cho đến những cái chiều không gian khác, Ngài thấy hết. Từ những cái là lớn lao như vậy cho đến những cái lượng tử, những cái cấu tạo mà nhỏ nhất của cái thế giới vật chất, Ngài thấy rõ hết. Cho nên Ngài gọi là bậc thế gian giải. Kinh khủng như vậy. Còn mình, cái thấy của mình là thường lắm. Biết bao nhiêu năm rồi, khoa học mà họ chỉ đoán thôi là có những cái thế giới khác. Họ chỉ đoán thôi. Còn Đức Phật Ngài thấy rõ, cho nên Ngài được gọi là thế gian giải. Rồi cái thế giới thứ hai đó chính là thế giới bản chất. Thế giới bản chất. Đầu tiên là thế giới về mặt hiện tượng, thứ hai là thế giới về mặt bản chất. Thế nào thế giới về mặt bản chất? Đó là những thế giới được định nghĩa qua những con số. Có là gì? Có nơi Đức Phật nói thế giới này là chỉ có một thôi, đó chính là thực phẩm. Tất cả chúng sanh đều sống nhờ thực phẩm. Nghĩa chỉ có một thôi, là thực phẩm. Hoặc có nơi Ngài nói cái bản chất thế gian này nó chỉ có hai thôi, đó chính là danh và sắc. Danh và sắc. Rồi có khi Ngài định nghĩa thế giới này cái bản chất của nó đó, nó chỉ có ba thôi, là ba thọ: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Không có chạy đâu khỏi đó. Toàn bộ thế giới này mà mình biết cái thế giới này nó thông qua ba thọ, nó không có chạy đâu khỏi đó. Cho nên đó là cái thế giới về mặt bản chất. Rồi có khi Ngài định nghĩa bằng con số 4, có nghĩa là bốn cái loại thức ăn, bốn loại thực phẩm. Thế giới này nó chỉ là cái thế giới bao gồm bốn loại thực phẩm thôi. Đó chính là gì? Đoàn thực, xúc thực, cái gì nữa, tư niệm thực và thức thực. Bốn loại thực phẩm đó là cái gì? Xin nói gọn. Đầu tiên là cái loại thực phẩm mà mình hay ăn hàng ngày đó, ví dụ như cơm, là cháo, là chè, là cái này cái kia, những cái mà mình nuốt vào bụng á, đó là loại thực phẩm đầu tiên. Loại thực phẩm thứ hai đó là những cái món ăn của năm cái căn vật chất, năm cái giác quan vật chất, có nghĩa là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm. Năm cái căn vật chất: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái loại thực phẩm thứ ba đó là thực phẩm dành cho cái suy nghĩ của mình, dành cho cái suy tư. Mình suy tư về cái gì thì nó chính là thực phẩm. Con người mình đâu có ai tránh khỏi chuyện suy nghĩ. Thì cái mà mình suy nghĩ đó chính là thực phẩm nuôi sống cái đời sống tinh thần của mình. Và cái loại thực phẩm cuối cùng chính là cái sự đầu thai, cái sự tái sanh đi kiếp khác. Mình sống như thế nào đó mà có người họ kết thúc sinh mạng này, họ sanh về cõi người, cõi trời. Nhưng mà mình cũng sống như thế nào đó để mà kết thúc sinh mạng này mình làm dung, làm dế. Thì cái chuyện mà mình đầu tư như thế nào đó để mà mình đi tái sanh thì nó chính là một cái loại thực phẩm của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói toàn bộ thế giới này nó chỉ là thế giới của thực phẩm thôi, của đồ ăn thôi. Quan trọng mình ăn cái gì và cái ăn đó nó sẽ dẫn mình đi đâu. Cho nên đó là cái thế giới cũng về mặt bản chất. Về mặt bản chất Đức Phật nói rất đơn giản, nó chỉ là thế giới của thức ăn thôi. Rồi có khi Ngài định nghĩa qua con số 5, đó là gì? Cái thế giới này về mặt bản chất nó chỉ là thế giới của năm uẩn: sắc,
thọ tưởng hành thức. Vì thế giới của năm uẩn thôi, nó không chạy đâu khỏi hết. Rồi có nơi thì Phật định nghĩa thế giới này về mà bản chất nó là con số 6. Đó là cái gì? 6 xứ. Lục nhập ấy, 6 xứ. Rồi khi định nghĩa bằng số 12, con số 18 có là gì? Mình có 6 căn nè. Thì tương ứng với 6 căn mình sẽ có 6 cảnh. Đúng không? 6 x 6 là 12. Và có khi định nghĩa lên tới 18 có nghĩa là sao? 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Có nghĩa là cái sự mắt, cái cảnh sắc và hai thằng đó tiếp xúc với nhau. Thì Đức Phật nói thế giới này chỉ bao gồm như vậy thôi. Quý vị thử nghĩ, không có một cái sự cấu tạo nào về mặt bản chất mà thoát khỏi cái con số 18 này hết trơn á. Không có. Ví dụ như cái ly. Cái ly này là nó bao gồm mấy cái? Đầu tiên cảnh sắc, đúng không? Cảnh sắc. Rồi cái gì nữa? Cảnh thanh, âm thanh. Rồi nếu mà sư thì sư cầm được cái này nè, sư có được cái sự xúc chạm. Thấy chưa? Cái này mình nếm được không? Nếm được chứ, lè lưỡi ra mình nếm, nếm được chứ. Rồi khi mà mình không còn những cái này nữa, mình nhắm mắt lại, những cái ly nó còn tồn tại không? Có. Trống, suy nghĩ. Mình nghĩ về nó là nó còn tồn tại. Thành ra nhà toán học Mark Twain, ông có nói một câu: tôi suy nghĩ nghĩa là tôi tồn tại. Mà mình thì Phật giáo nữa, khi anh còn suy nghĩ về một cái gì đó thì cái thế giới này còn tồn tại. Cái thế giới này là thế giới của cái con số 1, con số 2, con số 3, con số 4, con số 5, con số 6, con số 12, con số 18. Chỉ nhiêu đó thôi. Về mặt bản chất ấy, Đức Phật thấy rõ, nó chỉ có như vậy thôi, nó không có gì hơn hết trơn ấy. Cho nên Ngài thấy rõ được thế giới về mặt bản chất, thành ra Ngài được gọi là thế gian giải. Còn mình thấy thế giới là mình thấy cái gì? Đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái ly, đây là đàn ông, đây là đàn bà. Mình sống toàn về mặt hiện tượng không thôi. Và cái hiện tượng đó của mình cũng biết không tới nơi tới chốn, thành ra người ta khổ. Còn Ngài, Ngài biết rõ từ cái mặt hiện tượng cho tới cái mặt bản chất. Ngài thấy rõ được như vậy. Do đó Ngài mới được gọi là Thế Tôn, mới được gọi là bậc thế gian giải. Còn cái thế giới thứ ba đó là cái gì? Đó là thế giới của tâm tưởng. Thế nào là thế giới của tâm tưởng? Đó là đó, Ngài biết được tất cả những cái thói quen của chúng sanh. Ví dụ như người này tham nhiều, người này sân nhiều, người này si nhiều. Mà trong cái tham đó đó, có đứa thì nó thích ăn, có đứa nó thích ngủ, có đứa thì nó thích trang điểm. Và trong cái thích ăn đó đó, thì có đứa thích ăn đồ ngọt, có đứa thích ăn đồ mặn, có đứa thích ăn đồ chua. Mà trong cái thích ăn đồ mặn đó đó, có đứa thì lại thích mặn nhiều, có đứa thì thích mặn ít. Có nghĩa là nó chia chẻ ra rất nhiều những cái sở thích của chúng sanh, những cái điểm đặc biệt, những cái giống và những cái khác, Ngài biết hết. Đó là sự khác nhau về mặt tâm tưởng, cái thế giới về mặt tâm tưởng Ngài biết hết. Rồi Ngài biết được những cái khuynh hướng nội tâm của chúng sanh. Có nghĩa là gì? Người á, thì có khuynh hướng đức tin nhiều. Người thì có khuynh hướng là sân nhiều. Người có khuynh hướng là tham nhiều. Người có khuynh hướng là họ thích làm thiện, thích bố thí. Người có khuynh hướng là họ thích phục vụ. Người có khuynh hướng họ thích tu thiền. Ngài biết hết. Rồi Ngài biết được những cái tính tình của nó, những cái sở thích của nó. Rồi Ngài biết là cái loại chúng sanh nào ít phiền não và cái chúng sanh nào thì nhiều phiền não. Cỡ như mình đây là Ngài biết chắc là phiền não một đống ở trong đây nè, nó nại không ra mà, một đống trong đây. Còn chúng sanh ít phiền não, Ngài biết hết. Và cái này mới là cái quan trọng là Ngài biết được cái chúng sanh nào có thể chứng thánh và chúng sanh nào không thể chứng thánh. Nói là nói ngay trong đời này đó. Tại vì có những chúng sanh ấy, mà cái khả năng chứng đắc của họ là nó quá mơ hồ đi.
Có nghĩa là bây giờ vô số kiếp sau, 20 A Tăng Kỳ, 100 A Tăng Kỳ, 1.000 cái A Tăng Kỳ, 1 tỷ cái A Tăng Kỳ sau, nó vẫn cứ còn là chúng sanh. Nó không chịu tu, nó không chịu giải thoát. Còn xa quá thì thôi, Ngài xếp nó vô cái hạng là nó không giải thoát, không thành Phật được. Mà mình phải nói là có một suy nghĩ là do cái sự dịch giả, họ dịch sai, thành ra là mình hiểu lầm. Cái tư tưởng Phật giáo phát triển rất là hay, là tất cả chúng sanh á đều có khả năng thành Phật, chứ không phải là tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà nếu mà nói mà đúng theo giáo lý đó, là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, có nghĩa khả năng giác ngộ, khả năng chấm dứt sanh tử, có chứ không phải không. Nhưng mà có đứa đó thì nó giác ngộ được trong đời này, có đứa thì nó giác ngộ được trong đời sau, có đứa thì nó trong một A Tăng Kỳ nó sẽ giác ngộ, có đứa thì trong chục, 20 A Tăng Kỳ nó sẽ giác ngộ. Nhưng mà có đứa xa quá rồi, nó vẫn chưa chịu giác ngộ. Mặc dù nó có khả năng, nhưng mà quý vị phải biết là khả năng và thực tế là hai cái khác nhau. Giống như mình bây giờ mình nói là mình nghèo. Mà bây giờ mình nói là ai cũng có khả năng thành tỷ phú hết. Đúng không? Đúng, không sai. Nhưng mà cái khả năng đó không có nghĩa là bây giờ tôi là tỷ phú. Nếu mà cái bang mà dân số tới thống kê tôi hộ nghèo, nó không được. Tôi là người có khả năng thành tỷ phú mà sao mà đưa tôi vô hộ nghèo được? Thì quý vị nghĩ là cái người đó có sáng suốt không? Thấy chưa? Giữa khả năng và thực tế là nó khác nhau ghê lắm. Mà Đức Phật biết rõ cái khả năng của mỗi chúng sanh nhiều hay ít, và Ngài sẽ có cách để mà Ngài độ. Tại vì sao? Có đứa đó thì Ngài thấy là thôi để cho nó chơi ở ngoài đời cho đã đi. Chơi tới 80 tuổi, hồi chơi chán hết sức chơi rồi đi vô chùa tu, thì Ngài sẽ quở. Tự nhiên là Ngài sẽ quở. Ngài quở là Ngài nói là ta Như Lai đó đã khuyến khích mọi người hãy xuất gia khi còn trẻ, hãy nỗ lực tinh tấn tu tập khi còn trẻ. Mà bây giờ ông chờ tới lúc ông lớn tuổi rồi, ông xuất gia thì mong chờ cái gì ở Như Lai đây? Nhưng mà Ngài biết, sở dĩ Ngài khiển trách nhẹ nhàng như vậy đó, nó thấm tới tận xương tận tủy. Mà nhờ như vậy cái con người đó họ sẽ nỗ lực, họ tinh tấn. Ngài biết con người đó là họ phải nói như vậy. Nhưng mà có những đứa đó Ngài biết là không để lớn được, còn nhỏ là phải cho đi tu liền, để lớn là mang họa. Ví dụ như La Hầu La, nít thấy người là thấy cha đứng thì chạy lon ton tới nói con không biết sao con đứng với Ngài con thấy mát quá. Tại cái năng lực từ bi của Ngài đó, đứng Ngài con thích. Mà mẹ nói bây giờ ra con xin Ngài cái tài sản, thì giờ Ngài đi tu rồi, giờ Ngài cho tài sản của Ngài đi. Nít mà biết gì đâu. Thì Ngài thấy này, phải xuất gia từ bây giờ mới được, phải cho đi tu từ bây giờ mới được, chứ không để lớn. Thế là Ngài chọn La Hầu La đi tu luôn. Rồi đó, có người đó thì Ngài thấy là nó phải sung sướng, có nghĩa là nó phải lấy chồng, phải cho nó lớn lên rồi nó tự đi lấy chồng đó, rồi nó chịu bầm dập ở bên nhà chồng đó, rồi nó đẻ mấy đứa con, rồi nó chịu khổ đủ thứ trên trời dưới đất hết ấy. Rồi tới hồi mà nó chịu hết nổi, nó đi tu thì cái thứ đó nó mới chứng. Rồi cũng có đứa thì nó cũng bầm dập vậy đó, rồi chồng chết, rồi con chết, rồi về tới bên nhà ruột của mình, cha đẻ của mình thì cũng chết hết. Nó khổ cùng cực như vậy nó mới chịu tu. Như bà cái gì bà ta, tự nhiên sư quên mà mất cái tên này. Thì có một vị đó, vị thánh ni đó, quý vị nhớ cái mẫu chuyện này không? Chồng chết, con chết, lội xong về tới nhà gia đình chết hết. Bà đau khổ quá, bà điên điên loạn luôn mà.
thì Ngài biết cái con người này phải chờ tới lúc đó Ngài nói thì nó mới chịu tu. Ngài nói gì? Con đã khóc từ vô lượng kiếp rồi. Cái nước mắt mà con đổ ra nó còn nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Mà bây giờ con còn khóc nữa hay sao? À bà Papachara. Thì bà nghe như vậy đó bà tỉnh. Bà thấy tôi bây giờ khổ quá rồi. Mà cái khổ này tôi tưởng đời này tôi khổ ai dè đâu. Khổ được vô số kiếp rồi mà bây giờ tôi vẫn tiếp tục khổ. Bà sợ quá. Thế là bà tỉnh và bà đi tu. Nhờ như vậy bà chứng thánh. Thấy chưa? Nhưng mà Ngài biết có đứa đó. Không cho nó lấy vợ được. Không cho lấy vợ được. Đó là trường hợp gì? Trường hợp Ngài Nanh Đà. Rồi mình gọi là em mà cùng cha khác mẹ với Bồ Tát đó. Ngay cái hôm đám cưới là Ngài dắt ổng đi tu luôn. Ngài biết là không, cái thứ này là không cho nó lấy vợ được. Lấy vợ nó khỏi tu. Ngài biết. Mà Ngài biết là cái thứ này đó là mặc dù mang tiếng là nể Ngài quá mà thương Ngài quá mà đi tu, chứ còn tu sao nổi. Trời ơi, vợ mới cưới chưa kịp động phòng mà bây giờ bắt đi tu ai chịu nổi. Thì Ngài mới có một cách là Ngài dắt đi lên cõi trời. Mà trước khi đó là Ngài thấy con khỉ. Ngài dắt để mà Ngài thấy con khỉ mà con khỉ nó bị cháy đó. Cháy xém lông rồi bị cục tai, cục mũi. Ngài hỏi bây giờ so với vợ của sư hồi trước đó, với con khỉ này thì ai hơn? Ngài nói Thế Tôn so sánh chi lạ, con khỉ này sao bằng vợ được. Thì Ngài mới dẫn đi lên cõi trời mà thấy những cái vị mà tiên nữ á, ở trển á. Mà phải nói tiên nữ thì người, cái loài người này sao mình so sánh nổi với tiên nữ. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi bây giờ so với mấy cô tiên nữ như vậy với lại bà vợ của sư thì sư nghĩ sao? Nói, con nói thiệt với Ngài chứ bây giờ mà so bà vợ con thì bà vợ con không khác gì với con khỉ hồi nãy chứ. Thì Đức Phật nói đối với một người mà tu tập á thì mấy cô như vậy nữa không phải chuyện khó. Không phải chuyện khó. Thì Ngài Nanh Đà ngày hiểu cái chuyện đó là Ngài Thế Tôn hứa đó giờ tu đi mốt lên trển tha hồ có mấy bà này. Thì thế là Ngài tu phải nói với mà chưa tăng, coi như là cái đề tài mà chưa tăng chọc mà chọc viết nó, trời ông người ta tu giải thoát, ông này tu đâu lấy vợ. Thì nhưng mà ngày quê thôi bây giờ dẹp vợ con qua bên đi, dẹp đi, bây giờ lo tu dẹp qua bên. Vậy đó mà cuối cùng Ngài chứng thánh. Đấy chưa? Rồi tới hồi chứng thánh rồi Ngài mới nói là bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn rút lại lời hứa đi. Giờ con không cần mấy bà này nữa. Thì quý vị thấy có người đó thì Ngài phải chờ cho đến lúc già rồi đi tu Ngài mới cho tu. Có người thì Ngài phải là còn nhỏ là Ngài phải cho tu liền. Có người đó là phải chờ nó bầm dập, lấy chồng lấy vợ nó phải bầm dập rồi nó mới tu. Nhưng mà có đứa là không cho nó lấy được, không cho nó kết hôn. Thì Ngài biết từng cái căn cơ, từng cái sở tánh của chúng sanh ấy. Ngài biết được mỗi một loại như vậy phải dùng cái cách nào để cho nó chịu tu và dùng cách nào để cho nó chứng thánh. Cho nên ấy, Ngài mới được gọi là Lô Ca Quy Đu. Ngài biết rõ cái thế giới tâm tưởng của từng loại chúng sanh như thế nào. Và Ngài có cách để mà Ngài hóa độ. Đó mới là cái điểm đặc biệt của Ngài. Thành ra đó, tại sao chúng ta niệm Phật? Bởi vì chúng ta muốn gieo cái duyên lành với Ngài. Chúng ta mới có, muốn có những cái điểm chung với Ngài, có những điểm chung với Đức Phật. Để chi vậy? Để đời sau đó, mình có cái duyên lành để mà mình gặp gỡ chư hiền thánh, chư Phật. Bởi vì chỉ cần mình gặp được Ngài thôi, Ngài biết rõ cái thế giới tâm tưởng của mình như thế nào, Ngài sẽ có cách Ngài giúp. Đừng có bao giờ nghĩ là bây giờ chỉ cần là tôi có duyên tôi chứng thánh thì mình ở đâu Phật cũng tới. Đúng, nếu như mà cái đó là mình chắc cú đó, cái kiếp đó kiếp chắc cú là mình phải chứng thánh không còn đường nào hết, thì Phật sẽ tới Ngài giúp. Còn nếu như mà mình tàn tàn mà mình chỉ có chút xíu thôi đó, mình không được như vậy đó, thì mình phải nỗ lực để mình có được những cái điểm chung với chư hiền thánh ba đời.
Để mà ít nhất là mình được sanh ra gần Ngài, mình có cơ hội tiếp xúc với Ngài. Để chi? Để Ngài giúp mình đưa đến con đường giải thoát. Đó là mục tiêu của việc chúng ta tùy niệm Phật. Thì đây giờ chúng ta sẽ đã xong cái hồng danh Lô Cao Ví Đu. Rồi thôi bây giờ hết giờ rồi, chúng ta chắp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thu sa thu sa thu. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyang asavakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.